Chào anh em nhé. Hôm nay là mình có mặt tại cái điểm này nữa rồi. Đây là cái ngày thứ ba, cái lần thứ ba mình quay lại đây. Thì hai lần trước thì mình đã lại đây rồi và chẳng dính cá nha mọi người, mà những cái con cá nó không có to. Mà nhưng mình có thấy được là ở đây có dấu hiệu là có cá to. Và người dân nói, chủ đầm nói hồi con cá nó rất là khủng luôn. Cái hàng này là cực kỳ to luôn á. Là đã chủ đầm đã kéo lưới rồi mà xảy thêm một đợt nữa. Gặt đôi lưới lên luôn mà chảo luôn mọi người. Mọi người mà xem mấy cái tập trước của mình á thì mọi người sẽ biết là chủ đầm nói cá nó rất là khủng. Bắt nhiều lần rồi, không phải một lần nữa, bắt nhiều lần mà không dính á. Thì hôm nay mình quyết tâm là mình lại một lần nữa. Đây là lần thứ ba rồi. Thì bây giờ mình tranh thủ vô trung đầm nha mọi người. Đây. Đây. Cái đường đi vô trung đầm đó mọi người. Ở đây trong đây người ta trồng rất là nhiều cây trái luôn. Đây. Hiện tại thì mình thấy đây là cái cây gì mà trái rất là nhiều nè. Cây này là cây lê kima nha mọi người. Cây lê kima. Đây là cây lê kima phải không chú? Đây là cây lê kima. Cái cây này cũng không có bự không mà trái rất là nhiều. Đó, đây nè mọi người. Đây. Cái trái này khi mà nó chín là nó sẽ có màu vàng nha mọi người. Bây giờ thì chưa chín, nó còn màu xanh. Nó mà chín rồi thì xác định luôn. Chỗ anh em không biết kêu bằng cái trái gì chứ chỗ mình kêu bằng gọi là trái lê kima á mọi người. Đây thì mình kiếm coi có trái chín không mà nhưng mình không thấy. Bên đây là bia. Cái trái này nó cũng gần chín đó nè. Nó sẽ vàng nè. Nó gần chín đó mọi người. Nói chung mà đợi chín mình hãy bẻ nha mọi người chứ đừng có bẻ. Bẻ này là mình vô tình mình đụng cái nó rụng nha mọi người chứ mình không có bẻ nha mọi người. Thường thường mấy cái trái chín là nó có màu này nè. Về mình sẽ vú nha. Bên đây một trái nữa nè mọi người. Mấy cái trái này á là nó chưa có chín á là nó chắc lắm rồi. Cái cùi này nó chắc lắm, ít có khi nào rụng lắm á mọi người. Ít có khi nào rụng lắm nha. Ủa, kỹ ta. Cái này là nó ý trời mọi người, nó rụng nữa mọi người. Ê, cái này nó cũng chắc, anh nghĩ nó cũng chắc lắm mẹ anh Toàn. Đây nè, mấy trái này là chưa có chín đâu, khó rụng lắm. Ý, rụng nữa. Rụng chắc chút hết luôn. Thôi mình nghĩ thì tới thời điểm này thì mình vô câu đi chứ rụng nhiều quá là chủ đầm không cho câu luôn. Giờ thì đi vô đầm đó. Những cái chiếc vỏ này rất là, những cái xuồng này rất là nhỏ nha mọi người. Rất là nhỏ luôn mà nó rất là lắc luôn. Đi nói chung là ai đi quen mới đi được. Người ta không quen đi nó bị lắc đó mọi người. Tại vì cái xuồng này là rất là nhỏ. Thường thường là người ta đi 1 đến 2 người à, không có đi nhiều được. Đi nhiều thì nó sẽ rất là lắc. Thì mình chỉ bơi thẳng nha. Do là mình đi cái xuồng này rất là nhiều nên mình quen được, mình bơi được nha mọi người. Giờ thì tìm những cái con hàng cá khủng. Thì chuyến trước thì chủ đầm có nói rồi, chủ đầm có chỉ cái điểm có cái rồi. Thì bây giờ mình bơi ngoài mình câu thử xem sao nha mọi người. Ở đây thì người ta nuôi, đây là nuôi tôm công nghiệp đó mọi người. Ta nuôi tôm công nghiệp. Và bên đây á, thì là người ta nuôi thiên nhiên. Hôm nay mình đi á, thì cái thời tiết là buổi sáng nha. Thời tiết này là không có gió mà trời nó mát, nó không có nắng luôn mọi người. Thời tiết cái kiểu này là mình nghĩ là cá ăn rất là mạnh. Hôm nay mình đi là mình rất là tự tin luôn, tự tin là có thể là lên được cá. Thì bây giờ mình sẽ đánh nha mọi người. Cái thời tiết là rất là quan trọng đó mọi người. Đi mình đi câu cái thời tiết rất là quan trọng. Nếu mà cái thời tiết nó đẹp á, tốt quá thì xác suất cá ăn rất là mạnh. Bây giờ mình câu nha mọi người ơi. Đánh mà mềm thì anh em cũng phải tạo sành nha. Mấy cái điểm này anh nói thôi giờ không có kèm sao gỡ. Ba tiêu mà không có kèm là mệt đó.
lên góc cái chảnh này, góc chảnh là có con bơm nó táp mồi ảnh con cây nó bơm giờ nhìn nó bây lên luôn nha, lên luôn nha anh em. Quá trời. Ôi, mình tưởng cá to mà không phải mọi người, mấy con cá này chỉ là mấy con cá nhỏ thôi. Mấy con cá này là size tầm 3kg, 2kg không mọi người. Đó, mình đánh bằng cái con mồi mềm đỏ bép, cực kỳ nhạy luôn. Hàng to đâu rồi mà cũng thấy ta. Thấy mấy cái hàng nhỏ không à. Có cá nhỏ này chắc ăn có cá to, tại chủ đầm nói á, có ở đây còn cá rất là to, rất là nhiều. Wow, ướt cam rồi mọi người ơi. Rồi, rồi ok. Rồi để anh xả ra. Lên hàng luôn bé, lên. Lên luôn. Wow, ok. Ê, quá trời cá rồi anh em ơi. Quá trời cá, báo cá luôn anh em ơi. Em báo cá luôn. Nói chung là cá nhỏ thì dính rồi, mà còn cá to, cái con mà mình để mình làm cái thử thách là mình chinh phục mấy con cá to thì mình vẫn chưa được, mà cá nhỏ thì mình đã lên rất là nhiều. Những con cá bự cực kỳ khôn, nói chung là nó ít ăn mồi giả này mọi người. Bây giờ mình tiếp tục. Anh em chơi mồi mềm đạp ép á, khi mà con cá nó ăn một cái là anh em phải đóng liền nha nè. Đóng để cho nó sốc cái lưỡi nha nè, chứ không phải như cái lóc mà để mình cho nó ngâm nó chạy nha mọi người. Nên mình chơi cái này là mình siết máy hơi cứng tí. Mồi mềm là đóng liền, ăn là chịu cận là đóng liền nha nè. Đó. Cái gì đây? Cái gì cá chét quá Bi ơi. Chạy nhanh lắm. Quay cam giùm anh điện thoại á, lấy điện thoại á. Lại nè. Đụng hạn nha anh em ơi. Cần hô ra nha. Wow. Con cá này chạy rất là khỏe mà không biết nó bự hay nhỏ đây. Siết máy lại luôn. Wow, chạy khá là xa á mọi người. Không biết đây có phải là cái con mà cá chẽm to nó sắn lưới người dân không nữa. Hiện tại mình thấy nó đang rất là khỏe. Máy siết rất là chắc luôn. Mình đánh cái con mồi mềm, đóng cho nó sóc lưỡi một cái. Wow. Cây này có khỏe, cây mà hắc mà cong cái này luôn nha mọi người. Chảy. Thật sự là mình không có nương cái đánh kiểu này đâu, mà mình test cần á mọi người. Wow. Vẫn là cái con mồi mềm ha, mồi mềm nọp ép và lưỡi độ của mình nha. Bây giờ là chưa xuất hiện được cái con cá nữa. Chưa thấy được con cá to hay không mà, nhưng nó chạy rất là khỏe, chạy rất là nhanh luôn mọi người. Wow. Cho xem mặt cái đi bạn ơi. Wow. Bự lắm Bi ơi, bự lắm. Con này rất là to. Hơi mỏi tay rồi nha. Chưa thấy mặt được em nó luôn, nó chưa sento. Hàng khủng anh em ơi. Wow. Wow. To lắm, to lắm. Cái cần mà hắt mà nó cong cái này là anh em biết là con cá này không nhỏ rồi. Có phải đây là cái con mà nó sắn lưới người dân không đây? Mình rất là hồi hộp luôn, mà nhìn thấy mình thấy nó hao hao thôi. To lắm anh em ơi. Wow. Khủng lắm rồi anh em ơi. Con này không sento nha Bi. Con này không. Ý trời ơi cái bản lưng. Thấy rồi, thấy rồi, thấy rồi. Trời ơi trời. Quá phê anh em ơi. Combo tầm trung nha.
Trời ơi, rất là to, rất là to. Nghe chủ đầm nói mà lưới 1 tấc 8 ở lưới ấy bự mà là nó sắn đứt hết á. Hôm nay nãy cho anh em xem nha. Nãy nè, nãy nè, nãy nè, nãy nè. Đây mình test cần nên mình nãy vậy nha. Nó mình nãy vậy nha. Đó, khủng, chính xác, rất khủng luôn. Rất là khủng anh em ơi. Mồi mềm nạp ép. Nói chung đụng mấy con cá to anh em cứ bình tĩnh mà bắt, không có cần gấp gáp gì cả. Cứ cho đánh mồi mềm thì nó sốc lưỡi rồi, thì anh em cứ cho chạy kiểu này cho mình nha. Đó. Wow, khủng lắm. Wow, ôi trời, to. Thì hôm nay thì mình nghĩ có thể cái con này là cái con mà cắt lưới của người dân đó mọi người. Tại vì mình thấy rất là to rồi. Wow, khủng khiếp thật anh em ạ. Khủng khiếp thật. Cần hô rai nha. Máy Senna. Kẹp cá giùm anh luôn đi. Kẹp anh cái đi. Ui, rất khủng nha. Quá khủng chứ anh em ơi. Mình nghĩ có thể là cái con này là cái con mà nó sắn chỗ lưới của người dân đây. Bằng cái con mồi mềm nạp ép nha. Rất là to nha mọi người. Rất là to luôn, bằng cái con mồi mềm ép và lưỡi độ nè. Cái lưỡi này nó móc kiểu này làm gì sảy bi. Đây nè. Không sảy được. Không thể nào sảy được khi cái lưỡi độ của mình mà nó đã móc vô đây rồi nè mọi người. Không thể sảy được. Đó. Phê quá. Trời ơi. Ờ nó chạy tới cái này luôn. Ê, em toàn hay là cái dấu là dấu sắn lưới. Đúng rồi đó, đây nè. Đây nè mọi người ơi. Hôm nay thì mình có thể là truy tìm được cái con cá chẽm mà nó sắn gọc lưới đứt của người dân. Đây. Anh em thấy không? Đây có một cái vết chày nè. Đó. Mình nghĩ đây là cái vết chày mà khi nó cạ vô lưới đó, còn đây là cái mang của nó nè. Đó, đây là cái màng của nó nè. Cực kỳ bén luôn. Cực kỳ bén. Đó. Thì cái này có thể là cắt đứt lưới được nè nha anh em. Cắt đứt lưới được nè. Giờ thì mình đây nè, cái lưỡi AG 15 của mình nó như thế này. Mọi người thấy không? Nó dính vô má bên đây nè. Không sảy được. Do cái ngạnh của mình độ á là cái ngạnh nó rất là bự. Mọi người thấy không? Đó, zoom gần đi nhìn cho. Đó, anh em thấy không? Đây là lưỡi độ của mình nha. Rồi, thì bây giờ dây mình đang xài là dây LST. BE cũng là LST và LD cũng là LD và LST nha. Và hôm nay test cái cần. Cái cần Horai. Thì cái cần này rất là khỏe anh em ơi. Bắt được cái con cá to này thì cái cần này cực kỳ khỏe nè. Con máy Senna. Vẫn là cái cần sinh viên, cần tầm trung cho anh em chơi, nhưng vẫn lên được cá to. Combo đó thì có tầm 1 triệu hơn à. Mà nhưng đã chinh phục được cái hàng to nè mọi người. Chi tìm nó thì bây giờ thì mình cũng đã chi tìm được rồi nha mọi người. Đây. Đây là cái con cá chẽm khủng mà nó phá lưới người dân. Đây nha mọi người. Cá này bây giờ mình không biết chính xác số ký nó là bao nhiêu, mà nhưng mình cảm thấy rất là to. Hiện tại cái con này có thể là cái con mà lớn nhất tới thời điểm này mình đã lên nha mọi người. Quá kinh khủng. Cái miệng đó nè. Nặng quá Bi ơi. Nặng quá. Nặng quá mình không thấy cầm nổi mọi người. Để xuống. Này, cọng dây này khá là to nè. Quay cọng dây này khá là to. Đây là cọng dây gân khá là to nha. Thì Bi sẽ gặp nó cho mọi người xem là chỗ đó nó bén cỡ nào. Đó. Đứt ngọt luôn nha mọi người. Đó, nó còn sống. Cưng cắt lại một cái nữa đi Bi. Đó.
đó, là mình mọi người hiểu tại sao mà lưới người dân mà giăng không được nó là nó đã cắt đứt hết. Khứa nhẹ cái là đứt quá khủng khiếp mọi người. Nào mọi người xem nè, mọi người một cái dãy của nó thôi khá là to. Trời ơi con cá quá ú.